Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xâm nhập vào hòn đảo Creeper để khám phá những bí mật đang nằm ẩn giấu ở sâu bên trong hòn đảo này. Và có một phần thưởng rất là lớn đang nằm ở trên nơi cao nhất tại hòn đảo Creeper này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trong phần chơi này thì chúng ta sẽ xuất hiện ở ngay một cái nhà rất là đẹp luôn. Và có rất là nhiều đồ đạc này nọ. Bây giờ vô kiểm tra những cái thùng có được đồ ăn. Lấy ra, đồ ăn quan trọng nha. Và có được cái kiếm kìa. Kiếm, bấm vô lấy cái kiếm. Lấy cái nón trước, rồi lấy cái kiếm. Mở thùng bên này lên. Có được thêm một cái kiếm nữa và có thêm vàng. Với lại có cái khiên. Cái khiên này cầm lên rồi có đỡ được không? Không có thấy giơ khiên lên đỡ là sao vậy ta? Hơi bị kỳ nha. Phải đỡ được chứ. Có gì nữa không? Không có nữa thì mình bấm vô đây. À, rời khỏi cái giường. Để chúng ta set cái spawn point. Rồi vô trong này kiểm tra một cái. Ok. Rồi vô bắt đầu lên đường. Đây là gì? Một hòn đảo Creeper. Và đảo Creeper thấy có con Creeper đang bò bò ở bển rồi đó. Rồi sao có tùm lum quái hết trơn vậy? Hả? Creeper cũng có mà nhện cũng có nữa. Ăn vậy? Wow, cái nhà cũng đẹp quá ta. Giờ đập chỗ này ra một cái, kiểm tra trong này coi. Đồ ăn kìa. Giờ lấy những cái nào mà ăn được tốt nhất thôi. Có được thêm món này nữa. Có cây rìu. Cũng tốt. Bận cái áo lên luôn. Ta đi kiểm tra những cái nhà khác. Và nếu gặp con quái nào thì quất con quái đó. Ví dụ như con nhện. Vô. Ê, con xương nữa. Có con xương nữa. Creeper đã xuất hiện. Creeper kìa. Mà sao lâu quá vậy? Ai chết em rồi, chết em rồi. Em lỡ dại thôi mấy anh ơi. Đông quá. Chúng nó quá đông và nguy hiểm. Cho nên lỡ dại thôi. Muốn lao vô chơi là phải chơi ăn hiếp con này nè. Đó. Ăn hiếp con này là được nè, thấy không? Vô chém nó một cái. Nhện hả cưng. Ăn hiếp liền. Hi. Nhện giật mình liền. Để dưới đâu phi thân xuống. Làm con nhện nó giật mình. Và kiểm tra trong thùng này coi. Có được cái quần, xương, kinh nghiệm. Kinh nghiệm có cần thiết. Chưa biết là xương có cần thiết hay không. Mà kệ, lấy luôn đi. Lấy luôn và lấy kinh nghiệm luôn. Nhớ đập bình nha. Có rồi, đập bình luôn chứ sao. Đập luôn, được 8 cái. Mở lên bên đây, không thấy có thông báo gì nữa hết. Rồi vậy là nhà này xong. Và nhà kế tiếp. Nhà kế tiếp. Đi qua bên đây. Ở bên đó có mấy con Creeper kìa. Đảo Creeper có Creeper màu xanh. Ghê thiệt. Và trong này có gì nữa? Vùng này không có. Ồ, có tiếp đồ chơi. Và có tơ nhện nữa. Cho tơ nhện làm gì? Ủa, cho thêm cái nón làm gì? Giờ đập này ra lấy kinh nghiệm chơi. Cái vấn đề là cho thêm cái nón để làm gì? Có nhiều nón để làm gì? Và đằng kia có ngôi nhà gì nữa kìa. Có hình mặt con Creeper. Ủa, và hồi nãy nhà này lên hết chưa ta? Hình như còn căn bên kia chưa lên. Đi ngược lại coi một cái. Đúng rồi, còn căn bên kia chưa lên kìa. Ôi, và có zombie. Tương. Vô đây. Đi ra đi. Tấn công tôi hoài. Người hiền lành cứ bị tấn công. Thấy chưa, người hiền lành cứ bị tấn công, thấy không? Đó, nó tấn công lia lịa luôn. Người ta chạy lên trên liền, kiểm tra. Ôi, có con xương trong này nữa. Căng vậy. Xương nè, hạ gục. Vô đây. Vô đây là biết rồi đó. Mở lên. Rồi dài. Ây da. Lại là xương. Núp vô một cái. Phải có chiêu để dụ nó vô chứ ra ngoài đó làm gì. Và ngoài trời là trời đêm vẫn còn rất là lâu nha. Rồi để mình... Ủa, mình đổi cái nón làm gì ta? Mình gom cái nón lại luôn đi. Hai cái nón thành nón mới. Và còn dư một cái nón nữa. Rồi ta phải ăn vô được rồi đó. Ăn vô đặng hồi máu. Lấy cây rìu qua. Ở lên bên đây coi. Đồ ăn tiếp. Phải vậy chứ. Đồ ăn này là đã luôn nè. Thịt cá sùm. Thoải mái cho một thời gian dài. Trong đây có xương. Lấy tiếp xương luôn. Qua bên đây. Có bình thuốc hồi máu, 3 bình.
Đĩa nhạc không cần, hỏi lấy. Và đầu này, à đầu này đi xuống bên đó luôn. Ô dè luôn. Đi xuống bên cái nhà bên đó. Có gì đặc biệt ở đây? Đi qua mấy cái cây coi thử. Hello, hello. Và chỗ này có cái nhà. Có ai không? Còn ai còn sống sót ở trên hòn đảo này không? Và có Enderman kìa. Hãy cẩn thận nha. Đừng có nhìn vô mặt nó nha. Đang bận đồ yếu lắm đó. Nó tán chết đó. Và trong đây. Ôi có những món đồ phía trên kìa. Cao quá. Và chúng ta không thể nào mà đập được cái gì ở đây hết trơn nha. Cầm cây rìu cũng không có chặt cây được nữa. Rồi và vô kiểm tra trong này coi. Đây là bình thuốc. Chỗ này là chỗ người ta bán đồ. Bán đồ không thấy có ai hết trơn hết á. Và có thùng gì nè. Ồ một thùng thuốc luôn. Đã chưa. Đó phải vậy chứ. Rồi có bình thuốc tăng tốc. Uống vô đặng được tăng tốc. Uống liền. Để có tốc độ trong vòng 3 phút. Tháo cái khiên xuống luôn. Khiên không cần thiết. Và có gì nữa nè. Thuốc hồi máu. Này là hồi liền ngay lập tức. Ngoài sau có gì không? Kiểm tra kiểm tra. Ngoài sau nhà không có gì hết. Giờ phải tận dụng thời gian của cái bình thuốc. Để mình ăn cái. Ở đây là có con đường nè. Con Enderman nó vừa nhảy lên. Còn con xương nữa. Ở đầu này có gì? Ôi zombie jockey. Cái gì? A spider jockey chứ. Spider jockey. Nó làm căng thiệt. Và có hai con đường. Con đường nào cũng nguy hiểm như nhau hết. Xông lên, xông lên. Nãy giờ bị chặn đường nhiều rồi. Cho tôi hồi máu cái coi. Hồi chạy, 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 chạy. Bắn cung ghê quá. Chúng ta phải kiếm cái bình thuốc gì đó. Lingering potion of strength. Rồi. Đập cái coi. Thuốc để tăng thêm sát thương. Ui, 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 ui. Coi chừng nó nổ, coi chừng nó nổ. Có thêm được sát thương nè. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đó phải vậy chứ, mạnh mẽ hơn là vậy đó. Đi ra, đi ra, đi ra, nó nổ kìa. Rồi, 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 chạy ra, chạy ra, chạy ra. Thuốc, thuốc, thuốc. Thuốc đâu? Này lại là bình strength nữa. Ây! Cho tôi hồi máu cái coi. Mấy ông ơi, làm ghê quá. Không ăn được luôn. Ok vậy, sao không ăn được? Đó, bây giờ mới ăn được nè. Nãy ăn không xi nhê gì hết trơn hết á. Rồi, gãy kiếm. Gãy kiếm em rồi. Gãy kiếm rồi, gãy kiếm rồi. Có đồ gì đây? Lên đồ cấp độ mới kìa. Nhưng mà nó yếu quá, nó nát bét hết trơn rồi. Nát bét hết rồi. Có bình thuốc gì đi. Đây là leaping. Leaping là nhảy cao á. Nhảy cao thì nhảy cao. Lên trên cái nhà đó một cái. Vũ khí không còn nữa rồi. Và còn con nhện nữa kìa. Con nhện nè, ui con nhện nè, con nhện, hạ gục con nhện. Kiểm tra trong thùng. Bình hồi máu. Đập xuống hồi máu tại chỗ. Và lên trên nhà này coi một cái. Trong nhà này có cây rìu bằng sắt. Lấy được không? Không cho lấy luôn. Và có bộ áo kìa. Được á, được á. Đổi bộ áo mới. Và có sắt. Có sắt chế tạo được. Để làm một cái kiếm bằng sắt. Có đầy đủ hết luôn. Bên đây có cung. Có cung, thích bắn cung thì bắn. Nhưng mà chắc mình chơi cận chiến rồi đó. Có netherite nữa kìa. À, nhưng mà bây giờ ta chỉ có thể lấy bên này thôi. Lấy bên đây. Làm được cái kiếm. Vô làm cái kiếm liền. Bấm công thức này. Làm cho cái kiếm. Bấm nhanh. Sướng lắm. Bấm cái có liền à. Sẵn không cần. Bộ đồ này hả? Từ để mình đổi này lên cái. Bộ mình đâu cần cầm này đâu. Đổi này lên thôi. Lấy cái nón đổi trả lại nè. Đổi cái áo quăng lên. Và bộ đồ đang xịn luôn. Có đổi cái này. Đổi cái này. Đồ này nó hơi nát chút xíu. Nhưng mà vẫn có thể xài được. Không sao, không sao. Rồi giờ có mấy cái bình cho vô chổng. Bình thuốc gì này nọ bỏ chổng luôn. Chỗ này là một cái chỗ rất là tốt. Rất là tốt luôn á. Và mặc dù có netherite nhưng mà chúng ta không có đào gì được hết trơn hết á. Không có lấy netherite nâng cấp gì được nha. Mà muốn đào netherite cũng căng lắm á. Và mình vừa thấy thấp thoáng bóng dáng bên kia có gì kìa. Mà khoan ra đây nhìn cái. Ở đây là đi ngược xuống. Và bên đây có gì? Hello, hello, có cái thùng nè, mở lên. Ôi, kim cương. Kim cương.
Ngọc Lục Bảo đã chưa, và có cái tô tâm kìa. Hồi giữ cái đồ kim cương xịn luôn, mới làm cái kiếm, giờ quay ngược về làm luôn, mới làm cái kiếm sắt, giờ nâng cấp lên cái kiếm bằng kim cương luôn. Quá đã. Kiếm kim cương thẳng tiến. Tôi tới đây. Tới đây, tới đây. Ủa quên, nãy lấy rồi mà. Qua đây, qua đây. Đây là kiếm kim cương. Ấm một cái thôi là được. Lên tới bến luôn rồi kìa. Gì vậy? Làm căng quá mấy đứa. Tôi có làm gì nên tội đâu. Mà làm gì mà bu lên đây ghê vậy? Rồi, đổi đồ, đổi đồ. Áo cái quần này xuống, đổi lên. Kiếm đổi lên. Chơi kiếm xịn luôn. Nghe tiếng con gì đó nó đang bò lên hoài à. Cái con này làm ghê thiệt luôn á. Rồi giờ có bình thuốc. Ta sẽ có thuốc hồi máu. Uống cái bình tăng tốc vô coi. Có nhìn trong đêm không? Không có nhìn trong đêm ha. Nếu có nhìn trong đêm thì tốt. Và được có cái quần đùi bằng kim cương được cường quá cũng tốt lắm nè. Được có phản đam nè. Rồi có thêm bảo vệ và có thêm sửa chữa. Rất là tốt luôn á. Đi xuống dưới đây. Con đường dẫn tới đây nó lại chia làm hai nữa. Ta có một đường bên đây, một đường bên đây. Để mình đi qua đường bên này coi thử. Đường bên đó. Vô trong trỏng á hả? Cắm cây đuốc kìa. Đó, đi theo những cây đuốc. Và có gì đây? Ôi, con xương. Con xương. Xương nè. Và có spawner hả? Cẩn thận. Chạy vô trong đó liền. Có gì nè? Ôi, có cái kiếm kim cương luôn. Trừng phạt nữa. Tôi mới làm cái kiếm kim cương xong. Vậy nãy đầu tư là bộ đồ kim cương ngon rồi. Mình làm được nón kim cương rồi đó. Hay quá. Vậy lát nữa chạy về làm nón kim cương. Chúng ta có cái kiếm kim cương xịn rồi. Lại phải quay ngược lại xíu nữa. Đó có con creeper kìa. Hello creeper. Chém cho cưng dài nhát. Hiểu liền. Cái kiếm này nó có trừng phạt. Smite là dành cho mấy cái con mà thuộc dòng undead á, như là skeleton, zombie á, xương này nọ đó, chứ không phải dành cho creeper. Đó, ví dụ như con zombie nè, ăn sát thương sẽ nhiều lắm. Thôi này được phát chí mạng luôn, xỉu zombie luôn. Tội nghiệp bé zombie, ai biểu bé làm như vậy làm gì? Ta bấm này lên cho nhanh. Ủa khoan, bấm vậy thôi. Nãy tự nhiên bấm cái thì sao tự nhiên nó trả mình lại cái nón bình thường, là cái nón kim cương chứ. Muốn gì đây, muốn gì đây? Ây da, đánh tôi hả? Bình này xài trong vòng 3 phút. Và có tòa tháp kìa. Chúng ta đang đi đúng đường rồi đó. Ta cứ tiếp tục thẳng tiến. Rồi creeper, 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 hạ gục creeper. Chém liên tục luôn, khỏi cho bé có cơ hội phản kháng. Ở đây có được ánh sáng rất là tốt. Vậy thì trên cái ngọn tháp này sẽ có gì đây? Đây là một cái tháp canh của những người dân trên đảo. À, lên kiểm tra coi. Được bình thuốc kìa, thuốc nhìn trong đêm luôn, ngon lành. Rồi thuốc nhìn trong đêm, này là bình đập xuống, lát nữa đập. Và có được cây nỏ hả? Mình thì mình không có thường chơi bắn cung lắm. Cho nên khỏi lấy cũng được nữa. Ta chơi là chơi kiếm kim cương, đánh cho nó thoải mái. Để xuống đây đập cái bình này một cái. Đó, cho nó sáng lên. Vô đây. Mấy em ơi, vô đây. Cái gì một phát căng vậy? Chỉ một phát mà thôi. Rồi chạy lên đây ngó một cái. Con đường nó dẫn lên phía trên nữa. Và đứng bên đây nhìn. Đó là ngọn núi creeper. Dữ nha, ngọn núi luôn á. Ta đang lên càng lúc càng cao. Có thể nhìn xuống bên dưới nè. Ơ gì vậy, gì vậy? Ôi xém nữa. Ê, cô biết vậy là bậy lắm không? Ui da, dính chiêu rồi. Ta nghe tiếng con zombie nó vừa nhảy xuống ở đâu đó. Vô đây, vô đây. Bộ đồ của tôi. Đôi dài sắp nát rồi. Đôi dài đó là đôi dài lụm được. Cho nên nó không có cứng lắm. Và có hai đường tiếp. Chúng ta vô trong này coi thử coi. Trong đây sẽ có gì đây? Hello. Ở đó có con nhện cả, con nhện. Con nhện, con nhện. Và có gì nè? Rồi lại là bình thuốc nữa.
Út nhìn trong đêm Night Vision. Uống luôn đi. Uống xong bỏ lại. Bỏ vô. Ôi, Creeper. Hạ gục luôn. Creeper. Chơi tới luôn mới chịu nổi. Còn không chơi tới là căng lắm. Bình hồi máu liền luôn kìa. Hay là mấy này bỏ lại luôn đi. Không cần thiết. Phải giác theo làm gì. Nữa hả? Mình vừa chạy ra kịp. Mình chạy ra không kịp là không được luôn á. Ui. Xém nữa. Chơi luôn. Ow. Rồi ẩu rồi, thấy chưa? Ẩu rồi. Đó, hồi máu cấp độ 2 luôn. Xử lý nó. Rồi và như vậy là đi ra đây. À, đi ra đây. Ở bên kia còn một đám luôn kìa. Hello mấy em. Mấy em đang làm gì đó? Vô giải quyết mấy đứa nè. Ai cho phép nổ? Ơi. Người dân bị nhiễm bệnh xuất hiện. Trừng phạt nè. Giỡn hả? Hồi nãy là mình đi qua đây rồi nè. Để mình đi coi thử coi khu này có gì không. Chúng ta đi ra khỏi cái hướng mà người ta muốn. Để đi coi thử một vòng. Nãy mình đi vô đây. Đây là cái tượng bên dưới chân con Creeper. Tình hình này chắc không có gì đâu, để quay ngược lại ha. Có con zombie nó đang chặn đường mình. Vô nè. Kiếm tôi xịn lắm. Và có Creeper nữa. Vô đây. Hai nhát. Giờ con đường lên đây mới ghê nè. Chúng ta sẽ phải leo núi. Lên trển. Để kiểm tra lại coi. À, bình tăng tốc đâu. Đây là bình tàng hình. Có cần tàng hình không? Tăng tốc đâu rồi? Ủa, xài hết tăng tốc rồi hả? Còn có bình này tăng tốc thôi à. Để quất cái bình tăng tốc vô. Đi cho nó nhanh. Chạy lên. Hello. Rồi vượt qua luôn. Tôi chạy tốc độ lắm em ơi. Không có chặn tôi được đâu. Ôi, nó kìa. Có hai con kìa. Vô. Ai da. Mau xử. Rồi, ăn đồ ăn cái. Thằng kia có thùng gì kìa. Chạy lại đẳng coi thử. Ôi, bình tăng tốc, ngon quá. Cho tăng tốc luôn, lấy liền. Ủa mà cầm cái tô tâm lên chứ. Để lỡ có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng nữa. Và Creeper nó bò tùm lum hết trơn hết á. Chúng ta mau chóng chạy lên trên. Lên trên nơi cao hơn là có Creeper nữa nè, thấy không? Đánh tới luôn. Không có đập spawner được. Không thể nào đập được hết trơn hết á. Và có em này nữa. Ôi, coi chừng. Đập luôn. Rồi, potion up strength. Rồi, mau chóng chạy đi. Gì đây? Xương hả cưng? Creeper. Ây da. Vậy mà cũng để cho nó nổ trong mặt được nữa. Thiệt tình luôn á. Nhớ là hạ gục tụi nó ngay và luôn. Rồi đường này đường nào lên? Nhảy lên. Nhảy lên. Có con zombie. Chặn đường hả? Ui da, Creeper kìa. Ow. Hên quá, nhờ bộ áo giáp xịn mới bảo vệ mình lên được tới đây. Rồi có bình strength kìa. Trong vòng 8 phút luôn. Chơi liền. Bước vô. Strength. Ta sẽ có sát thương trong vòng 8 phút. Chạy lên trển. Ai cản đường? Xử. Hai chiều. Khác biệt liền. Ơi, hên quá, chớ tới kịp. Nè. Ở đường nào đây? Không phải đường này, đường qua đây nè. Ơi, coi chừng. Ây da. Ui da. Tan thương. Đau quá. Đau thiệt là đau luôn. Rồi và con đường cũng vẫn còn xa quá, nó tới nữa kìa. Rồi hạ gục nó trước đi. Gì đây? Ở dưới luôn đi em ơi. Em không lên được thì thôi em ở dưới luôn đi. Và cái này nhìn xuống thôi, cái đường lên nằm đây nè. Chúng ta leo lên, sắp lên tới đỉnh rồi. Sắp được lên đỉnh rồi. Nhưng mà Creeper là ở trên đầu nữa. Nó chạy vô rồi kìa. Thấy mình chém nó chạy vô rồi. Trong thùng này có gì không? Wow, cung cấp đồ quá chừng luôn. Quá đã. Protection luôn kìa, bảo vệ luôn. Dữ thiệt. Bỏ khiên luôn, không cần khiên.
bị nó nổ ở trong mặt, đập bình thuốc này luôn. Nên là nhờ bảo vệ kỹ lưỡng á. Rồi và chỗ này căng rồi nha, ta sẽ cần phải uống bình thuốc vô một cái. Chụp cái bình đi, đi lên đây. Mấy em không làm được gì tôi đâu, tôi đi qua đây đây. Nhanh chóng chạy vô trỏng và lên tới. Đây là ngôi đền Creeper. Oh yeah, 4 cái spawner. Và phần thưởng của tôi đâu? Tôi lên tới trên đỉnh rồi, lên đỉnh rồi. Ơi có cái thùng kìa, có cái thùng, có cái thùng. Đúng rồi, ai, nó lại xuất hiện nữa rồi. Bây giờ quăng vô này. Ủa này bình strength mà, bình healing đâu? Này instant healing. Ai, liên tục luôn á. Rồi regeneration, instant healing. Mở lên coi, ôi một bộ đồ netherite luôn. Lấy, chạy ra, chết đó. Đừng có giỡn em ơi. Đừng có giỡn, hay là nhờ mấy bình thuốc. Căng quá và chạy ra. Lên đỉnh. Đây là nơi cao nhất. Ta sẽ đổi bộ đồ. Tháo bộ đồ đổi lên. Quá dữ luôn. Ta đã lên tới trên đỉnh, lấy được bộ đồ. Và có đôi giày luôn nè, đó. Đây. Ta đã lên tới đỉnh và giành được bộ đồ. Ủa còn nữa hả? Ủa phải còn nữa không? Cái gì vậy? Đi xuống. Ủa phải còn trên đó nữa không? Mà sao mình lên chả được? Ê đi xuống. Mình đâu thấy đường lên đâu. Lên tới đây là lên nơi cao nhất rồi. Hay là còn lên trên kia? Ok á. Sao lên? Đâu để vô chổng coi lại lần nữa. Nè. Vậy sao lên? Không có dây leo, không có gì leo hết trơn á. Làm sao lên đây? Hả? Trả lời cho tôi biết đi em ơi. Làm sao cho tôi lên chảnh đây? Giờ thì tôi hết biết đường lên rồi đó. Tôi lên được nơi cao nhất là nơi đây rồi đó. Hạ gục hết mấy con này luôn. Không có đặt khói được nha. Trong phần chơi này không có đặt khói được. Nhưng mà mình thấy cái spawner ở trển. Chuối vậy. Rồi sao mình lên trển? Mình chỉ có thể đứng đây nhìn tụi nó thôi. Nhưng mà gì vậy? Em đâu ấy đâu ra vậy? Không biết em ấy ở đâu ra nữa. Tự dưng nó xuất hiện kế bên mình luôn á. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã chinh phục được hòn đảo Creeper, lên nơi cao nhất và nhận được một phần thưởng là một bộ vũ khí cũng như là áo giáp Netherite. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần chơi khác. Bye bye.